câu chuyện về ham muốn chuyện ấy. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp nhận cởi mở và tích cực nhé. Trải bài dành cho các bạn. Các bạn có lá 6 ly. Kế tiếp nữa là các bạn có lá Eight of Coin. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá King of Swords, vua kiếm. Lá bài đầu tiên đại diện cho bạn nghĩ gì về chuyện 18 cộng và gì ham muốn trong mối quan hệ của hai người. Khi mà lá bài 6 ly này xuất hiện, nó đại diện cho sự ngây thơ khờ dại của bạn về cái vấn đề này, về vấn đề 18 cộng. Bạn có thể thật sự ngây thơ trong cái sự thật, nhiều khi bạn không biết có điều gì từ cái việc này hết á. Do đó một cách khác gì đó, bạn rất là vô tư trong cái vấn đề tình cảm của hai người. Và đối với họ, cái thời gian trước á, bạn là một cái gì đó rất là vui tươi, tràn đầy sự yêu thương, sự ngây thơ trong trắng. Trong cái khoảng thời gian hai người quen nhau thì họ rất là trân quý bạn, họ xem bạn như báu vật vậy đó, bởi vì cái sự ngây thơ của các bạn mang đến cho họ cái sự tươi mới rất là nhiều. Nhưng cũng chính cái sự ngây thơ không chịu trưởng thành của bạn, nó khiến cho các bạn trở thành quá trẻ con để có thể bạn làm bạn đồng hành cùng họ, để cùng họ phù hợp hơn trong cái vấn đề 18 cộng đó. Cho đó nếu như mà bạn chịu thay đổi một chút và họ bao dung với bạn hơn, suy nghĩ lại về những cái vấn đề mà hai người không phù hợp trong cái vấn đề đó, thì mọi chuyện nó sẽ khác hơn hẳn bây giờ rồi. Bởi vì năng lượng của bạn là năng lượng rất là ngây thơ, rất là mới. Do đó khi mà họ ra đi, hai bạn đã có chuyện đó xảy ra với hai người, bạn rơi vào một cái cuộc khủng hoảng về tinh thần. Bạn không thể nào quên họ được, và cái hình ảnh của họ cứ sống mãi mãi trong cái hồi ức của bạn. Việc bạn bây giờ là bạn bám chặt vào quá khứ quá nhiều, khiến cho bạn mất đi cơ hội gặp gỡ những người mới. Thời gian của bạn lãng phí một cách vô ích. Ở một số bạn có dấu hiệu là các bạn hình như là yêu nhau cái thời mà thanh thiếu niên á, tuổi mới lớn á, rất là đơn giản, rất là dễ thương. Nhưng mà vấn đề gặp phải giữa bạn và người này chính là cái sự non nớt và trẻ con của hai người. Bởi vì một cái sự kìm hãm, khao khát về cái chuyện 18 cộng đã ảnh hưởng đến mối quan hệ ra rất là nhiều, đã diễn ra những cuộc tranh cãi rất là nổ lửa. Nhưng mà mình nói cho bạn nghe một điều này, lá bài này cũng báo hiệu cái sự gặp gỡ của bạn với người cũ trong quá khứ nha. Một cái quá khứ mà bạn rất khó khăn để quên được. Tuy nhiên khi mà họ xuất hiện vậy á, cái cảm xúc của bạn sẽ dao động rất là dữ dội, bởi vì bạn chưa có quên được họ. Nhưng mà nếu như bạn đang trong một mối quan hệ với người mới, thì coi chừng cái mối quan hệ của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi người cũ nha. Do đó các bạn phải đem lại sự công bằng với người yêu hiện tại của bạn. Nếu như bạn vẫn nhớ người cũ, thực sự là không có tốt cho họ. Đừng có phá hỏng những gì tốt đẹp đang có nha các bạn. Và nếu như bạn còn độc thân, thì lá bài cũng báo hiệu rằng có khả năng người cũ sẽ quay về với bạn. Nhưng mình nghĩ cũng sẽ chẳng mang lại nhiều hạnh phúc đâu, bởi vì hai người chỉ nghĩ về kỷ niệm đẹp phía trước thôi. Nếu như hai người chưa biết phát triển bản thân mình, cũng như chưa thấy cái lỗi của mình trong cái bài học khi xưa, thì chắc chắn sẽ bị vòng lặp như xưa mà không có đem lại một mối quan hệ tốt đẹp sau này, nếu không chịu thay đổi. Và lá bài cũng khuyên các bạn phải tập trung hơn về vấn đề 18 cộng này, bởi vì bạn cần phải để ý đến kỹ năng nhiều hơn. Bởi vì kỹ năng và chuyên môn là thứ mà bạn cần phải cải thiện nếu như bạn muốn được mối quan hệ được người ta yêu thương, cũng như là thành công hơn trong mối quan hệ vợ chồng sau này. Lá bài Eight of Coin là lá bài đại diện cho đối tác của bạn. Đây là một cái người hình như là rích kích các bạn, một người có một khoản thừa kế hoặc cái người có rất là thịnh vượng về vật chất nha các bạn ơi. Và năng lượng này cũng tươi mới như là bạn luôn á. Mình cảm nhận cái trải bài này hình như là dành cho những các bạn rất là trẻ, đang yêu nhau rất là say đắm. Một bên là con nhà giàu, một bên là một người là ngây thơ và trong trắng, rất là dễ thương. Nhưng bởi vì hai người quá là mới mẻ trong tình cảm, rất là tươi trẻ, cái năng lượng của người này rất là khỏe nha các bạn. Họ năng lượng tràn trề luôn á. Và bản thân của họ thấy cái gì cũng là một cái mới, những trải nghiệm rất là mới luôn. Họ thấy cái thời gian rất thú vị trong xung quanh cuộc sống của họ. Xung quanh họ có rất là nhiều người để cho họ có thể với đó được. Do đó họ, bản thân họ biết là họ rất là tỏa sáng. Do đó họ bị cảm xúc của họ chi phối rất là nhiều. Và ở một số người, cái người này là sống rất là về vật chất ha, hay mặc đồ hiệu này ha, hoặc là không gian sống của họ rất là chanh xả.
bởi vì họ có một cuộc sống rất là tốt về tiền bạc. Và nếu như hai bạn vẫn còn quen nhau thì đây là một mối quan hệ hai bên rất là hứa hẹn trong tương lai. Vì đây là cái thời điểm để cái mối quan hệ đó bước lên một tầm cao mới nhiều hơn so với cũ, không có bị lối mòn. Nếu như bạn biết mình thay đổi những kỹ năng và chuyên môn trong cái vấn đề đó để phù hợp với nhau hơn. Và bản thân của người này được xây dựng trên một cái nền tảng về cái vật chất rất là cao, và họ cảm thấy là cái sự toàn mỹ trong cuộc sống của họ đang rất là có. Có thể người này họ có một sự kế thừa rất là may mắn trong cuộc sống của mình. Và đương nhiên những cái người như vậy họ sẽ sống dựa trên cái sự gắn bó về niềm vui xác thịt, tình yêu và sự cám dỗ rất là nhiều đối với họ. Như bạn không biết giữ, bạn có giữ cái sự nghi thơ của bạn trong cái vấn đề 18 cộng thì có thể đánh mất họ. Bởi bản thân họ có nhiều sự lựa chọn đó các bạn, chứ không phải riêng mình bạn đâu. Cái năng lượng người này rất là tươi trẻ nha. Tuy nhiên bởi vì họ mang một cái năng lượng rất là tốt của nguyên tố đất, do đó cái vấn đề thể chất của họ rất là tốt, năng lượng rất là nhiều. Do đó họ tập trung vào cái vấn đề khoái lạc rất là nhiều nha luôn cho các bạn. Nếu như các bạn không có biết nâng cao cái thể chất và sức khỏe của mình để đáp ứng cái nhu cầu của họ thì hoàn toàn có thể là đánh mất người này nếu như bạn không có biết chú ý vào cái kỹ năng của mình. Và một điều nữa, nếu như các bạn đang mối quan hệ cam kết thì các bạn phải tránh ra cái việc mà tham lam, ích kỷ, ghen tị nha các bạn. Bởi vì nó chính là cái yếu tố làm lung lay đi cái mối tình cảm của hai bạn. Nếu như các bạn còn độc thân á, thì các bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội tình yêu trong tương lai. Cái việc mà mất an toàn trong cái việc mối quan hệ trước á, chỉ khiến cho bạn tổn thương và lo lắng. Nhưng mà đây không phải lúc bạn buồn như vậy nữa. Hãy ra ngoài để tìm kiếm cơ hội nhiều hơn. Hãy tập phát triển bản thân mình nhiều hơn. Tập phát triển luôn cái phần mặt kia nha các bạn. Mình lớn hết rồi, mình nên nhìn thẳng vào cái vấn đề, đừng có ngây thơ như xưa nữa. Và nếu như năng lượng của bạn và họ đã thay đổi phát triển mình nhiều hơn thì một mối quan hệ cũ sẽ được hồi sinh, trở nên ổn định và tràn đầy tình yêu thương hơn. Và có thể là cái cặp bài Sáu Ly và cái bài Eye of Corn này của bạn á, sẽ gợi ý là hai người sẽ kết hôn hoặc là dọn về sống chung với nhau nha. Nhưng quan trọng là bạn phải học bài học của bạn là bài gì, và họ cũng phải học bài học của họ là gì. Của bạn là bớt nghi thơ trong sáng lại, của họ là bớt về cái vật chất, về cái tiền tài, về cái hào nhoáng bên ngoài chút lại, thì mọi thứ sẽ phù hợp với nhau hơn. Khi cả hai biết điều chỉnh để năng lượng của hai phù hợp với nhau thì sẽ đưa một mối quan hệ tốt hơn sau này. Và cái năng lượng nam tính ở trong cái trải bài này, qua cái lá bài vua kiếm này, là một nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ. Cho đó, một trong hai bạn nếu có năng lượng nam tính thì chắc chắn cái người kia sẽ không thể nào thay đổi suy nghĩ được của cái người mà có năng lượng nam tính này. Bởi vì nếu mà có thể cần thay đổi lớn về hành vi và suy nghĩ hoặc là kỳ vọng của mình, nó sẽ tốt hơn so với việc bạn muốn thay đổi người khác. Và cái người này rất là chính kiến nha, và mạnh mẽ nữa, đóng vai trò rất quan trọng mối quan hệ của hai người. Và nếu như người này họ yêu bạn thì nó có nghĩa là bạn sẽ phải chấp nhận những gì mà anh ta có, cho dù nam hay nữ cũng vậy. Bắt buộc bạn phải đối xử tốt với người này bằng cách phát huy cái phần nữ tính ở phía bạn, chứ là mềm mỏng hơn, chứ không phải là mình nóng tính hay là mình dữ dằn lại là không có được với người này nha các bạn. Và có một chú ý cho các bạn nữa là có thể cái người mang năng lượng nam tính này đang chơi vơi về cái bản chất đàn ông và với vượt quá cái giới hạn của mình. Tức là nhiều khi giữa đàn ông và nam tính họ nhiều quá, do đó trong cái xu hướng mà về chuyện 18 cộng này, họ sẽ có xu hướng hơi bị ngược đãi, bạo hành. Nếu như bạn cảm thấy là mình chịu đựng quá thì bạn phải không có ngừng lại nha các bạn, không có phải chịu ngược đãi trong cái mối quan hệ này. Bởi vì trong cái vấn đề 18 cộng này, các bạn phải tự biết vạch ra giới hạn cho mình. Đừng có làm cái gì mà để cho người khác hài lòng trong khi bản thân mình khó chịu. Và ở một số bạn, các bạn đang gặp phải một cái người hình như là hơi bị gia trưởng. Họ rất là lạnh lùng trong cái sự mà cư xử với các bạn, đôi khi là hơi bị xa cách và tàn nhẫn một chút xíu nha. Và đối với người này, họ rất là lý trí, cho đó trong vấn đề 18 cộng họ cũng yêu cầu là cái người yêu của họ cần phải có sự hỗ trợ cũng như kỹ năng để hướng cho tốt hơn, chứ không phải là một cái người mà rất là dở trong vấn đề đó đến với họ. Họ yêu cầu rất là cao từ người yêu của họ. Như ở một số bạn có sự lạm dụng về vấn đề 18 cộng hoặc tàn nhẫn trong cách mà hai người đến với nhau trong sự ham muốn về cái đó, thì các bạn phải cẩn thận ha, luôn cân nhắc trước hành động của người này.
Và thông điệp của lá bài cũng nêu rất là rõ là khi các bạn tiến tới cái việc mà quan hệ với nhau thì các bạn phải dựa trên tình yêu. Nếu các bạn không dựa trên tình yêu thì nó rất là sai lầm nha các bạn. Cái biểu hiện của người phụ nữ khi yêu là họ sẽ rất là hy sinh và không ích kỷ. Còn người đàn ông khi mà họ yêu bạn là họ sẽ không có quan trọng về mặt tình dục, mà họ sẽ quan trọng đến cảm xúc của bạn nhiều hơn. Và nếu như bạn thấy cái người mà đàn ông của mình đó, mà họ muốn càng quan trọng về vấn đề tình dục thì càng chứng tỏ cái điều là anh ta chưa có yêu bạn. Do bạn đó bạn phải nhạy cảm để biết là cái người này có đang yêu bạn hay không. Có thể anh ta vẫn quan tâm đến bạn đó, vẫn chăm sóc. Nhưng mà nếu bạn bắt sống được cái việc chăm sóc quan tâm này chỉ với mục đích là cái quan hệ tình dục với bạn, thì phải cho cái người này thêm cái thời gian để thử thách. Bởi vì á, người đàn ông thông thường rất khó là yêu ai nha các bạn. Và cái ham muốn tình dục là một cái bản năng và chúng ta ở đây không có kết án nó. Nhưng mà việc các bạn thấu hiểu và cho phép nó thực hiện một cách ở mức sâu xa hơn là cái vấn đề thể xác. Khi mà cái tình dục nó sẽ trở thành một món quà thay vì một cái gì đó gây ám ảnh cho bạn, bạn không có thấy hứng thú trong vấn đề đó khi mà tình dục không có tình yêu. Và sau đây là thông điệp của vũ trụ muốn gửi cho các bạn là gì qua những lá bài Oracle. Sự chấp nhận chính là cái chìa khóa để cho các bạn tìm thấy cái bình yên trong nội tại. Tại cái thời điểm này, bạn phải chấp nhận những cái thứ mà vốn có của họ và đừng mong muốn thay đổi một cái ai đó hoặc sự việc gì đó, bởi vì cái vấn đề đó bạn không thể nào kiểm soát được nó ngoài chính bản thân bạn mà thôi. Và trong vấn đề 18 cộng là các bạn phải tận hưởng một cách vui vẻ nhất, bởi vì khi một cái tiếng cười vui vẻ xuất hiện chính là một cái dấu hiệu tốt đẹp nhất cho mối quan hệ. Khi mà hai bạn cùng nhau thì các bạn hãy cố gắng tạo cho những cái không gian thật sự là vui vẻ, thật sự là đáng nhớ, bởi vì tình yêu là cái một gì đó hàn gắn rất là tốt cho cả hai, có thể chữa lành được vết thương tổn thương của hai bạn sau này. Một mối quan hệ cam kết chờ đón nếu các bạn tìm thấy sự hòa hợp trong chuyện 18 cộng này. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.